tôi có một người bạn đúng ra là người em thì qua Mỹ cùng một thời với gia đình của chúng tôi thì hồi mới qua Mỹ thì quý vị biết rồi rất là gần gũi vui vẻ ai cũng độc thân xong rồi vắng đi một thời gian rất là lâu nha thưa quý vị thì thỉnh thoảng tôi cũng nghe người này người kia gặp nhau thì cũng nói nghe cô ta lập gia đình rồi cũng rất là thành công và có rất nhiều tiềm neo nha thưa quý vị thì thời gian rất là lâu không gặp nhưng mà vừa rồi đây thì tình cờ tôi gặp lại thưa quý vị tình cờ ta gặp lại nhau đấy thì tôi mới hỏi ui em ơi anh nghe người ta nói em rất là thành công em có nhiều tiềm neo lắm phải không là như vậy thì hỏi thăm sức khỏe ra xong thì cô ta nói dạ đúng nhưng mà bây giờ em không làm neo nữa thì tôi mới hỏi tại sao vậy thì cô nói anh ơi cái tay của em nó bị đau quá Do đó em chịu không nổi nhức mỏi, do đó em phải bán hết tất cả tiệm neo và em chuyển qua cái nghề khác rồi. Thì tôi mới nói wow, vậy sao? À, anh cứ tưởng em vẫn còn làm neo. Thì tôi mới nói rằng em cũng không phải là người đầu tiên anh nghe cái cái này đâu. Tỉnh thoảng anh cũng nghe rất là nhiều đó. Thì thú vị tôi cũng có một cái người bạn cầu này là là coi như cũng là qua Mỹ cùng đợt với với, với gia đình tôi luôn đó thì cái thời Hàn Vi mà hai cả hai đều nghèo thì tôi có rất là nhiều cái kỷ niệm trên bờ xuống ruộng với cậu ta thì cậu ta cũng lấy một người vợ à, làm neo rất là giỏi à, mở tiệm neo sau đó mở trường dạy neo luôn Đúng vậy một cái trường dạy neo rất là nổi tiếng à, trong vùng của tôi ở đây thì bây giờ á, tiệm neo cũng bán trường dạy neo cũng bán luôn à, cậu ta mới nói với tôi là à, vợ của cậu ta đó là cũng bị đau tay đau tay lắm thưa quý vị Do đó cũng là bây giờ không còn làm liên quan đến ngành nail nữa Thì quý vị có biết không Luraco chúng tôi cũng thỉnh thoảng nhận được uh, một số điện thoại của anh chị em làm ngành nail Vô gọi vào Luraco để mà mua ghế massage Nhưng cũng kèm theo một câu Là trong tất cả các cái model mà ghế massage Luraco đang bán á, Cái nào là tốt nhất cho những người làm nail Thì thưa quý vị chúng tôi nhận được những như những cái điện thoại và những cái câu nói như vậy hoặc là từ những cái câu chuyện của bạn bè thì chúng tôi mới nghĩ ra mình làm sao có một cái ma đồ mà rất là tốt cho những người làm neo hay là làm tóc vì thú quý vị cái tay cứ suốt ngày như thế này đó thú vị đôi khi không phải là 8 tiếng một ngày mà đôi khi 10 đến 12 tiếng một ngày mà như thế này đó thú quý vị rất là mệt mỏi đôi khi bàn chân chúng ta được nghỉ ngơi ngồi trên bàn nghỉ ngơi nhưng mà tay vẫn cứ làm việc các thưa quý vị cho đó chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái ghế massage mới nhất của công ty Luraco thì quý vị có biết cái cái ghế i9 của Luraco mới nhất này nó có bốn cái roller cuộn dưới lòng bàn tay bốn cái nha thưa quý vị chứ không phải một cái bốn cái roller cuộn lòng bàn tay cùng với cái nhiệt sưởi ấm cái hít thưa quý vị là là ghế đầu tiên có bốn roller cuộn dưới lòng bàn tay và có hít tức là sưởi ấm nữa quý vị biết là hít cái sưởi ấm á, nó có cái tác động lên những cái, cái cơ rất là hiệu quả nha thưa quý vị phía trên á quý vị biết phía trên này này ha là hơi nén xuống phía dưới á, có bốn cái roller nó cuồn dưới cái bàn tay của chúng ta cộng với hít do đó nó làm cho cái những cái 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 cái, cái, cái dây thần kinh cũng như những, những cái cơ trên cánh tay của quý vị được massage một cách rất là nhuần nhuyễn, nó release những cái 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 muscle mà bị cương cứng cả ngày đó thưa quý vị quý vị biết là khi mà chúng ta làm tay nhiều đó ví dụ làm tóc thì cứ lên xuống như thế này lên xuống như thế này làm neo mặc dù ngồi nhưng mà cái tay cũng là làm rất là nhiều đánh máy cũng vậy đôi chân được nghỉ ngơi nhưng mà cái tay làm việc rất là nhiều phải không thưa quý vị thì cái cái những cái dây thần kinh của những cái cơ nó cứng lên nó cương lên thưa quý vị nó kéo dài lên tầng lên tinh trên trên gáy này nữa thưa quý vị quý vị biết nha đó lên thấu trên trên gáy của chúng ta luôn đó do đó quý vị biết mà khi mà cánh tay mà được massage nhuần nhuyễn một cách tốt nhất thì cái nhức mỏi nó sẽ giảm và máu huyết nó lưu thông à, thưa quý vị nó đưa máu đến tận những cái đầu ngón tay của chúng ta do đó quý vị có được một cái giấc ngủ ngon hơn và nó sẽ làm giảm nhức mỏi. Đó là cái lý do mà thông thời gian qua chúng tôi nhận được một số điện thoại của uh, anh chị em làm ngành neo gọi vô cứ hỏi là có cái ghế nào tốt nhất cho uh, chúng em là làm neo hay làm tóc rồi như vậy đó thưa quý vị. Thì chúng tôi nghiên cứu đây là chiếc ghế đầu tiên trên thị trường có 4 roller cuộn dưới lòng bàn tay Cùng với nhiệt sưởi ấm và có hơi nén xuống Massage cánh tay rất là nhân nhuyễn nha thưa quý vị Cái ghế i9 mới nhất của Luraco có rất là nhiều cái chức năng à, Nhưng mà có lẽ rằng cái video này tôi chỉ ngắn gọn Để mà nói về cái chức năng đặc biệt cho à, các chị, các em, các anh à, Những người làm nail, làm tóc Hoặc là những người dùng đôi bàn tay nhiều Ví dụ như đánh máy suốt ngày đó thưa quý vị Nhớ nha, tôi chỉ nói vậy thôi Còn quý vị biết, muốn biết thêm Uh, thông tin của chiếc ghế này thì quý vị vào Luraco.com hoặc là quý vị lê vào Youtube Quý vị đến Luraco i9 hoặc là lên website đến Luraco i9 Massage Thì quý vị sẽ tìm thêm được những chức năng độc đáo của cái ghế này Mà không có một cái ghế massage nào khác trên thị trường có được nha thưa quý vị Xin cảm ơn quý vị